Vâng, xin chào các bác đến kênh xe đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các một chiếc xe Gia XTC 800. Đây là một mẫu xe đời mới của dòng Gia XTC 800 các bác nhé, được trang bị giảm xóc hơi. Thường đây trước đây những chiếc xe mà Gia XTC 800 em về thì chỉ có xóc dầu thôi. Hôm nay em về một chiếc xóc hơi. Được trang bị vẫn trang bị bộ group của Subaru DOJ các bác nhé. Dầm xe vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây chiếc xe Gia XTC 800. Mẫu xe mountain bike rất hot tại thời điểm hiện tại, trong thời gian gần đây tại cửa hàng em. Rất nhiều các bác hỏi chiếc xe XTC 800. Với tông màu xanh đen và cam. Chứ còn rất tốt các bác nhé. Do quá trình vận chuyển nên chiếc xe bị một vết xước ở đây, không ảnh hưởng chất lượng của xe cả. Còn chiếc xe được trang bị dây hợp sườn các bác nhé, bị dây hợp sườn. Với nói về gian thì người ta nói về bộ khung nhiều hơn. Chiếc xe được trang bị bộ khung của Alu XL, đây một công nghệ làm khung nhôm độc quyền của hãng Giang, rất chất lượng, rất kẻ và bền các bác nhé. Đây là mẫu xe Gian XTC đời mới nhất, được trang bị giảm xóc hơi. Xóc hơi các bác nhé, có lỗ xả hơi phía này đây, xả hơi bơm hơi. Rất ít khi em về được một chiếc mà Gian XTC 800 có xóc hơi các bác nhé. Phía bên trên đây các bác có thể thấy phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Tay nắm cũng của Gian luôn các bác nhé, tay nắm cao su zin zin theo hãng, theo xe luôn. Tất cả đồ đều nguyên bản nguyên zin theo xe. Sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOJ, 7 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa, là 30 tốc độ các bác nhé. Các bác rất nhiều tốc độ các bác thay đổi. Đây là khóa xóc hành trình đây, giúp các bác đang leo núi đổ đèo thì không phải cúi xuống để khóa mở xóc nữa, mà khóa tận trên tay luôn, rất là tiện dụng. Cái bộ phanh đĩa dầu thủy lực, phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Đây các bác nhé, anh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Xe vẫn giữ được bộ lốp zin của xe là Gian các bác nhé, và vành 275 nhân 2.0, cỡ vành là 275 và bản lốp là 2.0. Rất nhiều bác thích về cái bộ vành 275 này, vành nguyên zin của hãng Gian đây các bác nhé, vành 275. Về yên, yên của hãng Gian. Và với mẫu đời mới này thì chiếc xe được trang bị cái khóa yên, khóa yên khóa bằng lục lăng. Cọc yên cũng của Gian các bác nhé. Đây tất cả đồ đều của Gian, đều nguyên bản theo xe. Xe được trang bị 10 tầng lít
xích và lít thì còn rất là mới. Và củ đề của Shimano DOG. Đùi đĩa trục rỗng và gạt đĩa của DOG luôn các bác nhé. Xe có ghi size M. Còn bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Xe size đứng là 46. Ngang là 55. Của các bác từ 1m65 đến 1m75 đi với xe này. Với bộ chuyển động của Shimano DOG lên 10 tầng lip. Lên lip. Xe rất là mới, ra chuyển động rất tốt các bác nhé. Chủ đề của Shimano DOG. Bên tay phải một đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng. Vâng, chuyển động rất tốt. Thanh đĩa dầu thủy lực. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Mountain Bike đến từ thương hiệu của Gian XTC 800. Chiếc xe được trang bị cấu hình của DOG và giảm sóc hơi. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá 11 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Có quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kim Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và hẹn gặp lại, theo dõi video.